bước vội khúc ruột chia hai hướng đi. Non nước tôi tên gọi Việt Nam, chinh chiến mang theo nhiều gian nan, đồng hòn vắng cây héo khô bên lạnh liêu tàn. Tôi đi từ năm qua lúc Bắc Nam chia đôi dòng máu, băng qua dòng Hương Giang đến tôi thề lên đường đi giữ quê hương. Sau giữa xa trường với niềm tin ngày mai vào tình thương, tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ. Tôi có mê vui với đời biển xanh ấm no. Tôi có thân nhân ở bên kia, tôi có anh em ở bên đây. Dù xa vắng tôi vẫn mong Kính thưa quý vị, theo thông lệ hàng năm, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam sẽ tổ chức họp báo giải nhân quyền của năm từ trung tuần tháng 11, sau đó khoảng 2 tuần lễ sau, chúng ta sẽ có buổi lễ trao giải nhân quyền của năm. Năm nay, vì tình hình đại dịch virus Vũ Hán, hơn nữa, riêng tiểu bang California đã có lệnh ban hành từ thống đốc của tiểu bang, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam không thể tổ chức được lễ phát giải bên ngoài như hàng năm. Vì vậy, hôm nay, trên Internet, phần họp báo công bố giải sẽ có thêm phần thứ hai, đó là trao và nhận giải Nhân quyền Việt Nam 2020 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Để mở đầu, kính mời tất cả mọi người, chúng ta cùng trang nghiêm trong nghi thức khai mạc. Phúc mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Phúc mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chết đớn đau trong vùng kinh tế mới. Các chiến hữu đã gửi thân xác lại hốc núi ven rừng trong ngục tù cộng sản. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn
trên đường tìm tự do đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Và sau hết, phúc mặc niệm để thương tiếc cho những thân xác Việt Nam đã vùi chôn nơi xứ lạ quê người. Xin cảm ơn mọi người đã cùng trang nghiêm trong nghi thức khai mạc. Cảm ơn tất cả quý vị. Và để tiếp tục chương trình, Tâm An xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, là đương kim trưởng ban điều hành của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, cũng là chủ tọa của buổi lễ hôm nay, sẽ giới thiệu thành phần tham dự và nói về mục đích của giải nhân quyền, quá trình giải nhân quyền nói chung và giải nhân quyền 2020, đồng thời sẽ tuyên bố những đơn vị được bầu chọn. Xin mến mời Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng. Thay mặt Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, chúng tôi xin hân hoan chào đón quý đồng hương đang theo dõi trực tuyến buổi công bố giải nhân quyền Việt Nam năm 2020. Trước hết, tôi xin được giới thiệu quý vị có mặt cùng chúng tôi hôm nay trong phòng họp này. Trước hết, xin được giới thiệu Linh Mục Đặng Hữu Nam. Có lẽ những người quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam, không ai không biết đến tên cha Nam ở giáo phận Vinh. Với tư cách là người lãnh đạo tinh thần, Ngài đã can đảm đứng lên, nói lời công đạo, làm chứng cho sự thật, cho lý tưởng công lý và hòa bình. Người thứ hai là luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù nhân chính trị hai lần vào tù với bản án 4 năm rồi 15 năm vì những hoạt động cho nhân quyền. Ông đã hiện định cư tại Đức sau khi được quốc tế can thiệp ra khỏi nước năm 2018. Luật sư Nguyễn Văn Đài đã được tuyên dương và trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2007. Người thứ ba là giáo sư Nguyễn Chính Kết. Giáo sư Kết cũng là người được tuyên dương và trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2006 vì những hoạt động cho nhân quyền trong thời gian còn ở Việt Nam. Hiện nay, giáo sư Kết vẫn hoạt động rất tích cực với mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Cả bốn chúng tôi thuộc ban công bố giải nhân quyền Việt Nam năm 2020. Ngoài ra, chúng tôi cũng hân hạnh được sự góp mặt của năm vị khách mà chúng tôi xin được xướng danh hai vị tại ngay. Ba vị còn lại sẽ được giới thiệu sau phần công bố giải. Hai vị khách quý đó trước hết là giáo sư Nguyễn Thanh Giàu thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu hiện là chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Người khách thứ hai là kỹ sư Đỗ Như Điền. Kỹ sư Đỗ Như Điền hiện là giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, hàng ngày có chương trình phát thanh về Việt Nam. Đó là số lượng những người tham dự có mặt trong phòng họp hôm nay. Chúng tôi sẽ giới thiệu ba vị còn lại sau khi có phần công bố giải. Về phần chương trình thì như chị Tâm An vừa nói, vì tình hình đặc biệt không thể tổ chức lễ trao giải vào tháng 12, cho nên sinh hoạt hôm nay bao gồm phần công bố kết quả và phần trao giải. Vì thế, sau phần vinh danh những người được giải, sẽ có phần phát biểu của những người đại diện và sau cùng là phần cảm tưởng của hai vị khách đặc biệt tiêu biểu cho đồng hương và giới truyền thông. Thưa quý đồng hương, giải nhân quyền Việt Nam do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam thành lập từ năm 2002 cho đến nay, chúng tôi đã tổ chức 19 lần trao giải hàng năm, chưa bỏ sót năm nào. Chúng tôi đã thực hiện được điều đó phần lớn cùng nhờ sự hỗ trợ của đồng hương. Mục đích chính của giải nhân quyền Việt Nam là để tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lý tưởng nhân quyền tại Việt Nam. Ngoài ra, giải nhân quyền Việt Nam còn là cơ hội để người Việt khắp nơi bày tỏ tình liên đới với những cá nhân và đoàn thể đã và đang dấn thân bảo vệ quyền làm người cho người dân Việt Nam. Trong khi bầu chọn những ứng viên, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã đặt ra một số tiêu chuẩn. Thứ nhất, ứng viên đó phải là một cá nhân còn sống hay là một tổ chức còn hoạt động tại Việt Nam. Thứ hai, những hoạt động cho nhân quyền của những cá nhân hoặc tổ chức đó phải có tính chất bất bạo động. Thứ ba, các hoạt động của những cá nhân hoặc tổ chức đó đã tạo được
ảnh hưởng tích cực cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền. Sau cùng, những cá nhân hay tổ chức đó đã chịu nhiều hy sinh, trải qua nhiều gian khổ trong khi đấu tranh cho nhân quyền. Đó là bốn tiêu chuẩn chính để bầu chọn những khuôn nguyên cho giải nhân quyền hàng năm. Còn về thủ tục, hàng năm vào đầu tháng 7, mạng lưới nhân quyền ra thông cáo đề cử, kêu gọi đề cử, thời hạn đề cử chấm dứt vào cuối tháng 9. Trong tháng 10 thì ban tuyển chọn làm việc, và tháng 11 thì chúng tôi công bố kết quả. Lễ trao giải nhân quyền Việt Nam hàng năm được tổ chức vào tháng 12 nhân ngày quốc tế nhân quyền. Chúng tôi đã tổ chức lễ trao giải ở nhiều quốc gia và nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ, như tại Montreal, tại năm ngoái tại thủ đô Ottawa, rồi tại thành phố Melbourne ở Úc, tại thủ đô Paris ở Pháp. Tại Hoa Kỳ thì chúng tôi đã tổ chức tại thủ đô Washington DC, thành phố Houston, San Jose, Boston. Và lễ trao giải năm nay lẽ ra nếu không có tình trạng dịch bệnh sẽ được tổ chức tại Melbourne ở Úc, với sự hợp tác của một tổ chức thân hữu của chúng tôi ở Đức, đó là tổ chức Human Rights Credit Foundation. Về số đơn đề cử, năm nay chúng tôi nhận được 12 đơn đề cử. Số đơn đề cử năm nay ít hơn mọi năm, có lẽ do ảnh hưởng dịch bệnh. Thì tiền đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn một lần nữa những người đã đáp ứng lời kêu gọi đề cử và đã đề cử những tổ chức xứng đáng. Tuy nhiên, vì số đơn vị được bầu chọn có giới hạn, cho nên sau một tháng làm việc cẩn trọng, ban tuyển chọn đã bầu chọn được hai cá nhân và một tổ chức cho giải nhân quyền Việt Nam năm 2020. Đó là thầy giáo tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tịnh, nhà hoạt động truyền thông trẻ tuổi tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Đó là ba đơn vị được bầu chọn để trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2020. Tiếp đây, tôi xin giới thiệu Linh Mục Đặng Hữu Nam sẽ có đôi lời về tù nhân lương tâm thầy giáo Nguyễn Năng Tịnh. Kính mời Linh Mục Đặng Hữu Nam. Xin chào chị Tâm An, anh Tùng cũng như quý anh chị và tất cả mọi người khán thính giả trong cái chương trình họp báo và trao giải nhân quyền năm 2020 hôm nay. Và có lẽ như chúng ta biết rằng nói về những nhà hoạt động nhân quyền, cái giải lớn nhất mà người ta nhắm đến đó là giành độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền, nhân phẩm cho con người, cho dân tộc, cho đất nước. Tất nhiên qua cái việc trao giải ấy lần này thì chúng ta cũng thấy rằng là đây cũng là một cái khích lệ động viên đối với họ cũng như là thân nhân của các tù nhân lương tâm hay là các tổ chức, bởi vì đó như là một sự khẳng định rằng mọi người đang hướng đến và họ không cô đơn trên con đường đấu tranh cho dân tộc, cho đất nước, cho chúng nó. Tôi rất hân hạnh được giới thiệu về tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tịnh trong cái giải nhân quyền của năm nay. Như chúng ta biết là tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh sinh ngày 4 tháng 10 năm 1976 tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, thuộc giáo xứ Thuận Giang, hạt Thuận Nghĩa, giáo Phận Vinh, là một tín đồ Công giáo, là một giáo viên tại khoa thanh nhạc của trường Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An từ năm 2004. Tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh là một nhà trí thức với vai trò là giảng viên âm nhạc tại Nghệ An, nhưng thầy đã không an phận thủ thường, để bịt mắt che tai, sống vô cảm giữa một xã hội nhiễu nhương và bất công. Thầy không những dạy cho học sinh về kiến thức mà còn dạy cho học sinh biết nhận thức đúng đắn và là tấm gương về đời sống dấn thân, quên mình vì tự do, dân chủ, nhân quyền và chủ quyền của đất nước. Suốt hơn 10 năm dấn thân hoạt động, chế độ côn đồ đã giáng xuống thân thể của người thầy giáo âm nhạc này rất nhiều đòn thủ, rất nhiều lần triệu tập, khảo cung, chèn ép và truy bức. Nhưng không thể khiến thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh trở nên gian dối, hèn nhát như chúng muốn. An ninh Cộng sản đã không giới 100 lần sách nhiễu và chèn ép bằng cách mời lên làm việc hoặc là đến tận trường nơi thể công tác giảng dạy để điều tra, gây sức ép để tạo dư luận hay là gây hoang mang
đối với những người xung quanh, cách đặc biệt đó là với học trò của thầy. Những thủ đoạn mà công an thường dùng đối với giới đấu tranh tại Việt Nam đều đã được áp dụng đối với thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, như là việc canh nhà, theo bám bất cứ nơi đâu, cúp điện, cắt nước trong sinh hoạt, cầm chữ, câu lưu, rồi thậm chí là bắt cóc và đánh đập một cách tàn nhẫn. Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 khi đang chở hai con nhỏ của mình đi ăn sáng. Và chúng đưa thầy ra xử mà không xét với phiên tòa sơ thẩm vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 và phiên tòa phúc thẩm vào ngày 20 tháng 4 năm 2020. Ở đây tại sao tôi lại nói là phiên xử mà không xét, là bởi vì tất cả không theo trình tự của pháp luật hiện hành của cái gọi là nhà nước Việt Nam. Chúng đã xử thầy 11 năm tù và 5 năm quản chế trong một phiên tòa mà luật sư bào chữa không được nhận bản cáo trạng, không được sao chụp hồ sơ, không cho bất cứ ai đến tòa, dù đó là thân nhân và dù đó đã được công khai rằng phiên tòa công khai. Vì thế mà thầy Nguyễn Năng Tĩnh đã nhận định về phiên tòa của mình rằng một lũ bất nhân đã tạo ra một phiên tòa bất công. Có lẽ trong vòng 5-7 phút để nói về thầy sẽ không thể nói hết. Chúng ta chỉ cần nghe lại những lời thầy nói tại phiên tòa xử mình thì sẽ nhận diện được con người tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh. Thầy đã phát biểu rằng: tôi khát khao một đất nước tự do, dân chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc, lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc. Tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe dọa xâm lăng của Trung Quốc. Thầy cũng gửi lời đến những người khác: con xin cảm ơn bố mẹ, gia đình và quý cha, cảm ơn các luật sư, xin gửi lời cảm ơn đến những người xa gần đã quan tâm giúp đỡ. Và thầy nhắn nhủ rằng: mong gia đình hãy can đảm lên, dù mức án có cao đến đâu, 10 năm, 20 năm hay là kể cả tử hình, thì tôi cũng không thể thay đổi chính kiến của mình. Có lẽ suốt 10 năm hoạt động trong dân chủ để đòi dân chủ, nhân quyền, nhân phẩm, tự do cho con người, thầy đã trải qua nếm đủ mọi cung bậc đau khổ mà nhà cầm quyền Việt Nam với chế độ độc tài đảng trị đã dành cho thầy. Và hôm nay trong lao tù, thầy vẫn đang tiếp tục bị hành hạ, bị trả thù bằng những đòn thù khốc liệt. Và thậm chí ngay cả quyền của một con người, dù đó là tù nhân, không thể can thiệp của pháp luật, đó là tự do tín ngưỡng của mình, thầy cũng bị ngăn cản. Đã có lần thầy đã tuyệt thực suốt hơn 40 ngày để phản đối, nhưng rồi đối với nhà cầm quyền độc tài đảng trị của Việt Nam, điều đó không thể thay đổi. Và có lẽ chúng ta cũng biết rằng với Cộng sản không thể thay đổi, mà chỉ có loại thể loại bỏ mà thôi. Đó là một vài nét tôi muốn nói về thầy giáo tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh. Một lần nữa xin cảm ơn tổ chức Nhân quyền của Thế giới đã nhận định, đã chứng nhận cho những hoạt động của thầy để động viên thầy cũng như là những thân nhân của thầy, những người trong giới đấu tranh dân chủ tại Việt Nam qua cái việc trao giải ngày hôm nay, để đó là một động viên nỗ lực, một sự thừa nhận, và để nói với thầy rằng thầy không cô đơn trên con đường đấu tranh cho dân chủ. Và xin mọi người cũng tiếp tục cầu nguyện cách đặc biệt cho thầy giáo tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh cũng như tất cả mọi tù nhân lương tâm tại Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi ách nô lệ của độc tài đảng trị cộng sản vô thần. Và xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin mỗi người góp một bàn tay để chúng ta có thể sớm đưa dân tộc Việt Nam đến hồi giải thoát, giải phóng khỏi nô lệ của độc tài đảng trị vô thần cộng sản. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Linh Mục Đặng Hữu Nam. Kính thưa quý đồng hương, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh đã lựa chọn con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho người khác để phải chịu cận tù tội, mà lấy nhân quyền Việt Nam ghi nhận tư cách
dũng khí và đặc biệt là lý tưởng phục vụ nhân quyền và nhân phẩm của ông. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam cảm phục sự hy sinh cho lý tưởng cao cả đó và long trọng trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2020 đến tù nhân lương tâm Nguyễn Đăng Tịnh. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu người đại diện cho tù nhân lương tâm Nguyễn Đăng Tịnh, không ai khác hơn là chị Nguyễn Đăng Tịnh, tức Nguyễn Thị Tịnh. Chị Nguyễn Thị Tịnh sẽ có đôi lời với quý đồng hương trong buổi trao giải hôm nay. Kính mời chị Tịnh. Dạ, xin kính chào ban tổ chức và quý vị đang xem chương trình. Tôi là Maria Nguyễn Thị Tịnh, vợ của thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh. Tôi thật sự xúc động và rất là vinh dự khi chồng được giải nhân quyền Việt Nam 2020. Thật sự ngay lúc này tôi không thể diễn đạt bằng lời để nói lên sự cảm kích, lòng biết ơn của tôi đối với tất cả mọi người đã yêu thương thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh. Thì giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2020 là một món quà, là một phần thưởng rất là danh dự và là một món quà vô giá đối với thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh và gia đình của thầy. Thì chính giải thưởng cũng là nguồn động viên, khích lệ, an ủi bản thân thầy Tĩnh cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác và gia đình của họ. Và qua đây thì cũng khích lệ tiếp thêm ý chí, nghị lực cho những người đã, đang và sẽ có chí hướng dấn thân đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, cho sự thật, cho công lý và cho tự do dân chủ được thêm mạnh mẽ hơn. Thay mặt chồng tôi là thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh và gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, xin cảm ơn ban tổ chức giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2020. Xin cảm ơn tất cả quý vị, xin cảm ơn quý, đặc biệt là cha Anton Đặng Hữu Nam, người đã rất kề cận và sát cánh gia đình tôi. Cảm ơn tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ, các cộng đoàn, các tổ chức, đài báo đã yêu thương, đã luôn quan tâm và đồng hành với gia đình chúng tôi. Thì gia đình chúng tôi chẳng biết nói gì hơn, thì suốt suốt trong lời cầu nguyện chỉ biết là cầu nguyện, nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho những người làm phúc cho chúng tôi. Nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân lành ban quân hồng phúc cho tất cả quý vị. Kính chúc tất cả quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong Chúa. Và tôi cũng tha thiết xin thêm lời cầu nguyện đặc biệt cho Thầy Tĩnh và tất cả các tù nhân lương tâm để họ được thêm niềm tin, thêm nghị lực và thêm lòng can đảm cũng như sự kiên cường vượt qua giai đoạn khó khăn nhất ở trong tù lao tù. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính. Dạ, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Tình là vợ của thầy giáo Nguyễn Đăng Tịnh. Tiếp theo là phần tuyên dương tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa. Tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đại. Vâng, kính thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng và ban tổ chức lễ trao giải thưởng nhân quyền Việt Nam năm 2020. Thưa quý vị quý, thưa quý đồng hương. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa để tôn vinh anh đã có những đóng góp đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cũng như đấu tranh cho môi trường tại Việt Nam. Tôi cũng đã từng đấu tranh ở Việt Nam và cũng đã từng nhận giải thưởng nhân quyền. Thì khi chúng tôi dấn thân vào đấu tranh ấy, thì không bao giờ mong nhận giải thưởng cho cá nhân mình. Như cha Đặng Hữu Nam từng nói đấy, cái giải thưởng mà những người đấu tranh mong muốn được nhận cao nhất đó là tự do, dân chủ, nhân quyền cho tất cả gần 100 triệu người dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước. Hôm nay trong buổi lễ long trọng này thì tôi xin gửi đôi lời đến tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa. Thưa quý vị, Nguyễn Hóa sinh năm 1995 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Anh là một thanh niên công giáo đầy nhiệt huyết, dấn thân vì cộng đồng. Anh Nguyễn Hóa đã tự mình học hỏi trong các lĩnh vực công nghệ thông tin với ước mong góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam phát triển và dân chủ. Trong thời gian thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra vào năm 2016 tại một số tỉnh miền Trung, anh đã đến tận hiện trường thu hình tội ác gây ra thảm họa môi trường của doanh nghiệp bất lương này, cũng như thảm cảnh mà các nạn nhân trực tiếp đang phải gánh chịu. Anh cũng đã nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân thu thập các bằng chứng nhằm tố giác
tố giác tội ác và khởi kiện công ty Formosa ra trước tòa án. Không những thế, anh đã dùng những phương tiện thông tin hiện đại để đưa các tin tức về thảm họa Formosa đến với truyền thông quốc tế và công chúng. Anh là người đầu tiên sử dụng flycam để thu lại hình ảnh của hơn chục ngàn người biểu tình trước cổng công ty Formosa vào tháng 10 năm 2016. Anh Nguyễn Hóa đã cộng tác thường trực với đài Á Châu Tự Do và đã cung cấp các video cũng như các vụ biểu tình của người dân miền Trung phản đối công ty Formosa. Anh Hóa đã bị Công an Cộng sản Việt Nam bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2017 trong khi đang ghi lại cuộc biểu tình của người dân trước tòa án huyện Kỳ Anh. Ngày 27 tháng 11, sau một phiên tòa chớp nhoáng, lén lút, không có sự tham gia bảo chữa của luật sư cũng như sự có mặt của người thân, Tòa án tỉnh Hà Tĩnh đã kết án anh Nguyễn Hóa 7 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi thi hành án ở trại giam An Điền thuộc tỉnh Quảng Nam, anh Nguyễn Hóa đã nhiều lần bị cai tù, đánh đập và biệt giam. Vì thế, anh đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn dùng nhục hình để ép anh và một số tổ chức tương tâm khác như Nguyễn Văn Dũng để cáo giác nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử anh Lượng, cả anh Hóa và anh Dũng đã rút lại lời khai trước đó và sau đó khi trở về trại giam, họ đã bị quản giáo trại giam hành hung một cách dã man. Trước bản án bất công và đàn áp thô bạo đối với nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa, nhiều tổ chức Việt Nam và quốc tế đã lên tiếng, đặc biệt là ngày 14 tháng 12 năm 2017, Quốc hội châu Âu đã thông qua bản nghị quyết khẩn cấp yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho nhà hoạt động trẻ tuổi Nguyễn Văn Hóa và các công dân Việt Nam đang bị giam cầm vì đã bày tỏ những quan điểm riêng của họ. Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ đã lên án hành động ngược đãi đối với ký giả nhà quay phim Nguyễn Văn Hóa và kêu gọi các nhà chức trách Việt Nam phải ngưng ngay việc đánh đập, sách nhiễu ký giả này. Ngày 18 tháng 1 năm 2019, tổ chức Freedom Now đã loan báo đề cử nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa cho giải tự do báo chí thế giới Giuliano Cano của UNESCO. Ngày 24 tháng 5 năm 2019, tổ chức ân xá quốc tế đã gọi vụ việc anh Nguyễn Văn Hóa bị công an quản giáo trại An Điểm đánh đập gây thương tích và sau đó bị biệt giam là vô cùng nghiêm trọng. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, thì Ủy ban điều tra và bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho anh Nguyễn Văn Hóa và phải bồi thường cho anh. Ngày 24 tháng 9 năm 2019, dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowington đã nhận bảo trợ cho nhà đấu tranh, nhà hoạt động trẻ tuổi Nguyễn Văn Hóa qua chương trình Defending Freedoms Project của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos cho Quốc hội Hoa Kỳ. Và năm 2020, anh Nguyễn Văn Hóa đã được Ủy ban Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao giải thưởng nhân quyền Việt Nam năm 2020. Thì đây là một giải thưởng rất là vinh dự cho cá nhân anh Nguyễn Hóa cũng như các tổ chức lương tâm Việt Nam. Tôi hy vọng gia đình anh Hóa sẽ chuyển thông tin này tới anh và đây là một niềm vui cũng là được nguồn động viên để anh có thể vượt qua những năm tháng khó khăn trong nhà tù và nó cũng là sự khích lệ đối với các tổ chức lương tâm khác. Xin chân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài. Tiếp theo, như quý vị cũng đã thấy, anh Nguyễn Văn Hóa đã vật ra cho thế hệ trẻ Việt Nam khắp nơi, trong những ngoài nước, một con đường đấu tranh ôn hòa nhưng cương quyết cho tự do, nhân phẩm và nhân quyền. Anh được nhiều tổ chức nhân quyền thế giới ca ngợi và bênh vực trước sự trù dập đe dọa tù đầy của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Văn Hóa xứng đáng để được tuyên dương và trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2020. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu người đại diện cho anh Nguyễn Văn Hóa nhận giải nhân quyền hôm nay là chị Nguyễn Thị Thu Huệ. Chị Huệ là chị ruột của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa. Kính mời chị Huệ. Con xin kính chào cha và xin kính chào quý vị đang xem trực tuyến. Con là chị gái của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa. Hôm nay con rất là vinh dự được ban tổ chức giải thưởng nhân quyền
là đưa em vào danh sách giải thưởng. Con rất là xúc động khi được nghe tin này, và cũng rất là cảm động vì được rất là được quý vị và mọi người đã quan tâm và đã yêu thương em Hòa suốt trong thời gian mà em Hòa đang bị đi tù. Thì nói đến cái chặng đường mà gian nan của em Hòa trải qua thì mọi người cũng đã được lắng nghe và cũng đã được biết đến, như qua lời phát biểu của luật sư Nguyễn Văn Đài, và cũng qua cả những cái báo chí và những gì mà gia đình cũng đã cho quý vị được biết qua cái sự mà Hòa đã trải qua suốt chặng đường 4 năm ở trong trại giam An Điềm. Thì đã xảy ra rất là nhiều cái gian nan khó khăn, thì nhưng mà em Hòa cũng đã được đã biết được là ở ngoài là quý vị sẽ không không bỏ rơi em. Có thể là mọi người trong và ngoài nước sẽ rất là đồng hành và sẽ quan tâm cùng em đi đến cái chặng đường gian nan đó. Nên Hòa là rất là kiên cường và rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là em càng ngày càng trưởng thành hơn và có những cái sự có thể là quyết đoán hơn, và để đòi những cái gì mà cái quyền lợi của mình đang ở trong tù để được hưởng, và làm những cái gì mà pháp luật cho phép và làm những cái gì mà pháp luật không cấm. Thì Hòa sẽ làm những cái vấn việc mà không thể là vi phạm pháp luật. Nên là gia đình dù rất là yếu ớt nhưng mà cũng đã vì em mà cố gắng lên, vì mọi người động viên chia sẻ quan tâm yêu thương và đã gửi gắm những cái lời đó của mọi người và đến với gia đình, và đã thấy cái là em Hòa. Nên Hòa rất là mạnh mẽ, và Hòa rất là luôn luôn dặn rằng là người nhà phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng lên thì em mới mạnh mẽ được, em mới cố gắng cùng với mọi người được. Cho nên là những cái lời nói của em khiến chị phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và hôm nay lại được nghe tin là em được nằm trong quý vị đưa được vào nằm trong cái danh sách giải thưởng nhân quyền của năm 2020, thì rất là xúc động và cảm thấy rất là vui mừng vì cái niềm vui tự nhiên đến với em rồi đến với mà gia đình, cảm thấy rất là hạnh phúc vì có một đứa em trai mà ngây thơ của ngày nào như vậy mà được rất là nhiều người quan tâm yêu thương, rồi là chia sẻ, rồi là nhắc tới rất là nhiều. Nên là con rất là cảm động với những gì mà cái hoàn cảnh đối với như gia đình con, thì những người phụ nữ thì như con mới có thể gặp những cái chuyện như vậy, có thể rất là yếu ớt, nhưng mà cũng nhờ mọi người, nhờ quý vị mà con có thể cũng có thể là con có thể cũng cứng rắn lên, rồi cũng có thể là mạnh mẽ lên cùng vì em của mình. Nên là hôm nay con cũng rất là vinh dự, cũng rất là chân thành cảm ơn ban tổ chức giải thưởng nhân quyền, và cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã đại diện cho em Hòa, và cảm ơn chú Tùng, và cảm ơn tất cả mọi người có mặt hôm nay để cho những người thân như chúng con được kết nối đến với mọi người, để có những cái chia sẻ, để được lắng nghe của quý vị đã nhắc tới người thân của chúng con. Nên cái niềm hạnh phúc đó là chúng con cảm thấy rất là dâng trào lên, không biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn. Cảm ơn quý vị và cảm ơn cùng trong qua đây thì con cũng xin cảm ơn cùng giống như thường lệ là người thân luôn luôn là gửi lời hỏi thăm và cảm ơn ra bên ngoài, đó là qua những dòng chữ, qua thư, là nhắn nhủ rằng là gửi lời cảm ơn đến quý cha, quý thầy, quý sư và quý công đoàn và quý vị và tất cả bạn bè, mọi người trong và ngoài nước luôn luôn quan tâm đồng hành đến các anh em ở tù nhân lương tâm, không phải riêng gì bản thân Hòa cũng như tất cả mọi người. Thì đặc biệt đó là mọi người cùng anh em mong rằng
ở bên ngoài hãy luôn luôn đồng hành và hãy quan tâm đến và luôn đấu tranh để cái tiếng nói của anh em không bị vui vui lắp đi, không bị vui tạp đi, để cho anh em ở trong để có cái chí hướng để mà kiên cường và cố gắng lên. Nên con cũng không biết nói gì hơn, nên thay mặt cho em Hòa và gia đình, con xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị và xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho con kết nối trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn chị Thu Huệ. Tiếp theo đây là phần tuyên dương và trao giải cho Hội Nhà báo Đọc Việt Nam. Xin mời giáo sư Nguyễn Chí Kết. Trước hết chúng tôi xin trân trọng kính chào tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban tổ chức cái buổi họp báo hôm nay và cũng là trưởng ban phối hợp của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, và đặc biệt xin kính chào Linh mục Nguyễn Hữu Nam và hai vị khách đặc biệt tham dự cái buổi họp báo hôm nay cùng với chúng tôi, đó là giáo sư Nguyễn Thanh Dầu và kỹ sư Đỗ Như Điện. Cũng xin kính chào tất cả quý vị đang tham dự cái buổi họp báo này qua livestream hay là qua các video lưu lại, và cũng đặc biệt xin chào chị Nguyễn Thị Tình và chị Thu Huệ, là hai người lãnh giải cho anh cho thầy thầy Tính cũng như là cho anh Hóa. Vâng, tôi rất hân hạnh được trình bày đôi nét về cái Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cùng với các hoạt động của hội, là một trong những cái khôi nguyên được lãnh giải ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, Hội Nhà báo Độc lập được thành lập vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 2014 tại Sài Gòn do kỹ sư Phạm Chí Dũng sáng lập. Đây là một cái tổ chức xã hội dân sự có mục đích đấu tranh đòi nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí. Kính thưa quý vị, khi mà quyền tự do ngôn luận và báo chí được tôn trọng thì đây chính là cái vũ khí để mà đấu tranh cho tất cả các nhân quyền khác, như là tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do đi lại, tự do bầu cử, tự do cư trú, tự do bản thân, như là quyền tự hữu tài sản, đất đai, vân vân. Khi mà các quyền được tôn trọng đó thì chế độ độc tài tự nhiên không còn nữa. Vì độc tài mà toàn trị có thể tồn tại được đó là nhờ chà đạp, vi phạm chà đạp nhân quyền. Và chính ông một nhân vật tôi quên, đã từng nói trong cái lãnh đạo cộng sản đó, đã nói là tôn trọng nhân quyền chính là tự sát. Tất cả các nhà đấu tranh dù là cho tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, nghĩa là đối với nhân quyền đòi hỏi quyền chính đáng, thì đều bị chế độ độc tài cho là nguy hiểm cho chế độ độc tài. Hội Nhà báo Độc lập là một tổ chức đấu tranh cho nhân quyền một cách rất là ôn hòa, tôn trọng luật pháp bằng cách sử dụng quyền tự do ngôn luận và báo chí mà hiến pháp và luật pháp quốc tế của Cộng sản Việt Nam công nhận qua trang web điện tử Việt Nam Thời báo và qua những cái hoạt động khác. Việt Nam Thời báo là một cái phương tiện để các hội viên có thể thể hiện quan điểm, nói lên thực trạng xã hội với những mặt trái của nó, những bất công, những dối trá, tố cáo những quan tham cướp đất, tình trạng của những người dân nghèo đói, những vi phạm nhân quyền, những cuộc đấu tranh đòi nhân quyền, đòi công bằng xã hội, vân vân, cũng như nói lên cái sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Về nhân sự đó, khi mới thành lập, Hội Nhà báo Độc lập có tất cả 42 người với bốn chi hội gồm ba miền Bắc Nam Trung và một chi hội khác tại hải ngoại. Lúc đó thì chủ tịch là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, còn vị phó chủ tịch ở ngoài Bắc là
kỹ sư Nguyễn Tường Thụy ở tại miền Trung là nhà văn Bùi Minh Quốc, và ở tại miền Nam đó là linh mục Lê Ngọc Thanh. Hiện nay thì linh mục đã từ chức. Về sau đó thì có 76 người, trong đó thì có 11 người ở hải ngoại. Và hiện nay sau khi mà các vị chủ tịch cũng như là phó chủ tịch bị bắt đó, thì người thay mặt để mà điều hành đó là quyền chủ tịch hiện nay là nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Tôi xin trình bày một số những cái hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập. Phải nói là từ ngày thành lập là ngày 4 tháng 7 năm 2014 thì hội đã có một cái số những cái hoạt động đáng kể như sau. Thứ nhất là tổ chức những cái cuộc tọa đàm, hội thảo về một số chủ đề quan trọng của xã hội và đất nước, rồi lên tiếng kịp thời về những trường hợp người dân và nhà báo bị xâm hại, liên kết và hợp tác với những cái tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế và báo chí, tham dự hội thảo truyền thông phi nhà nước do Đại sứ quán Úc tổ chức tại Hà Nội, ra tuyên bố số 2 ủng hộ phong trào Tôi Muốn Biết, ra tuyên bố về quyền tự ứng cử của công dân, ra tuyên bố bảo vệ di sản thiên nhiên Sơn Đẳng. Rồi có 3 nhân viên, có 3 thành viên tự ứng cử quốc hội vào năm 2016, đó là nhà văn Bùi Quốc ở Đà Lạt, nhà báo Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội và ông Nguyễn Văn Thạnh ở Đà Nẵng. Riêng tờ Việt Nam Thời Báo thì đã từng đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm, vận động quốc tế buộc Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, yêu cầu EU, tức là Liên Hiệp Âu Châu, phải hoãn thông qua cái Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA cho đến khi mà Cộng sản Việt Nam đáp ứng những đòi buộc trong Hiệp định về nhân quyền, quyền lợi của công nhân và quyền thành lập công đoàn độc lập, v.v. Vì những hoạt động mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho là nguy hại cho chế độ, nên Hội Nhà báo Độc lập đã phải đối diện với các hành vi đàn áp nặng nề. Đặc biệt là họ đã bắt bỏ tù những thành viên tích cực như là blogger Trương Duy Nhất. Blogger này đã bị kết án 10 năm tù giam với cáo buộc tội danh lợi dụng chức quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng là chủ tịch hội sáng lập thì bị bắt ngày 29 tháng 11 năm 2019. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch, bị bắt ngày 24 tháng 5 năm 2020. Nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt ngày 12 tháng 6 năm 2020. Hôm mùng 10 tháng 11 năm 2020, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã khởi tố tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thụy và nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn với tội danh làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo khoản 2 điều 117 Bộ luật hình sự. Với cáo buộc này, cả ba có thể sẽ phải đối diện với một cái bản án từ 10 cho đến 20 năm tù giam. Ngoài ra có ít nhất là 10 thành viên của hội bị triệu tập và hỏi cung. Trang mạng và trang Facebook của hội bị khóa tại Việt Nam và thường xuyên bị các hacker tấn công. Nhiều bài Facebook bị gỡ bỏ. Bất chấp những người lãnh đạo của hội bị bắt, các thành viên khác vẫn tiếp tục sinh hoạt và duy trì hoạt động của tờ Việt Nam Thời Báo. Tuy thời gian hoạt động chưa được lâu dài, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã tạo được một cái uy tín trong và ngoài nước qua những cái tiếng nói phản biện, đứng đắn và có tầm kích. Các hội viên, nhất là những cái vị trong hàng ngũ lãnh đạo, đã tạo được uy thế, sự tín nhiệm và nể phục của người dân qua tiếng nói và hình ảnh của họ trên các phương tiện truyền thông xã hội trong nước cũng như hải ngoại, trong những cuộc họp của những tổ chức đấu tranh hải ngoại, qua những bài viết, nhất là qua cách ứng xử rất là anh dũng và đầy trí tuệ khi bị bắt bớ, khi phải đối diện với công an, nhà cầm quyền. Đặc biệt, những người lãnh đạo hội đã ứng xử rất là anh dũng và đầy trí tuệ khi bị bắt bớ. Có 3 người được tổ chức phóng viên biên giới vinh danh là anh hùng thông tin vào năm 2014, đó là Chủ tịch Phạm Chí Dũng,
Phó Chủ tịch Lê Ngọc Thanh và blogger Trường Duy Nhất. Chính vì những cái đóng góp giá trị vào công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và những gian lao mà các hội viên đã trải qua. Hội Nhà báo Độc lập theo quan điểm của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam là rất xứng đáng nhận cái giải Nhân quyền Việt Nam năm 2020 này. Vâng, xin kết thúc tại đây. Cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết, thưa quý đồng hương, vì những đóng góp giá trị vào công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và những gian lao mà các hội viên đã trải qua. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trân trọng trao giải Nhân quyền Việt Nam năm 2020 đến Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam để công khai thừa nhận, khuyến khích, cổ vũ các giá trị mà hội và các thành viên theo đuổi và hành động cho con người, xã hội và đất nước Việt Nam. Tiếp theo đây, tôi xin mời đại diện của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là nhà báo TV Nguyễn Hữu Vinh có đôi lời với quý đồng hương. Kính mời anh Vinh. Kính thưa các quý vị, trước hết thì thay cho Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã chọn Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam để trao giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2020. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các vị trong tổ chức cuộc trao giải hôm nay và những người vị khách đã tham gia buổi trao giải của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam năm 2020. Về cá nhân, tôi xin gửi đến gia đình anh Nguyễn Đăng Tĩnh, một người em, một người bạn của tôi trong một thời gian dài đã cùng chung lưng đấu cật, cũng đã hợp tác với tôi rất nhiều cái công việc chung có lợi ích cho đất nước và cho xã hội. Tôi xin gửi đến gia đình em Nguyễn Văn Hóa, một người em vừa là đồng hương và là một người sớm có những cái nhận thức hành động đúng đắn bất chấp cái bảo quyền. Thưa quý vị, đây là một vinh dự lớn đối với Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Điều này để chứng tỏ một cái điều rằng những hy sinh, những đóng góp của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam không hề uổng phí và cô đơn. Tiếng nói và hành động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được ghi nhận và có những tác dụng thiết thực. Những tiêu chí của hội đã đặt ra từ ban đầu. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một tổ chức xã hội dân sự nghề nghiệp được thành lập và hoạt động dựa trên điều 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình. Những hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam kể từ khi thành lập đến nay hoàn toàn căn cứ trên cơ sở về quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí và tự do lập hội mà nhà nước Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Đã hơn 6 năm trôi qua kể từ ngày Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động. Đến nay, hội đã đứng vững với số thành viên của hội ngày càng tăng lên và phát triển vững chắc về số lượng và chất lượng. Những tiếng nói của các nhà báo độc lập ở trong hội là những tiếng nói của sự thật, của công lý, của hòa bình. Những tiếng nói đó là những thao thức, những đau đớn trước tình trạng đất nước Việt Nam ngày càng lún sâu vào tụt hậu, vào suy đồi và việc mất nước không còn nguy cơ mà là sự thật và hiện hữu trong thực tế. Lãnh thổ của đất nước đang nằm dưới gót giày quân xâm lược từ phương Bắc, nhưng mà là bạn vàng của Đảng với khẩu hiệu là 4 tốt và 16 chữ vàng. Tiếng nói của bọn xâm lược là nỗi khiếp sợ và là cơ hội bày tỏ cái sự hèn đớn, nhu nhược và phản trắc của bộ máy cai trị Việt Nam trên cái đất nước này. Ngược lại, tiếng nói của người dân, của những con tim thổn thức với nỗi đau, vì nỗi nhục mất nước đang vang lên qua các bài viết, qua các trang báo Hội Nhà báo Độc lập là tiếng thét căm hờn, là nguồn cổ vũ động viên với những người dân yêu nước, thương nòi và những hy vọng mới cho một dân tộc Việt Nam được tươi sáng hơn. Cả xã hội đang đua nhau vào những mục tiêu tầm thường về mối lợi vật chất trước mắt bằng tham nhũng, bằng cướp bóc, bằng trấn lột của các cơ quan công quyền, đẩy người dân đến bần cùng, đói khổ và bấp bênh, đạo đức xã hội ngày càng suy đồi không có phanh hãm, bộ máy cai trị ngày càng thể hiện sự hung hãn trước người dân vô tội. Tất cả những điều đó được phản ánh qua những bài viết của những ngòi bút trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Ở đó chỉ rõ nguồn gốc của sự bất công, của sự nghèo đói và tư duy nô lệ, của những thủ đoạn gian dối và bạo tàn từ nhà cầm quyền đối với người dân công dân Việt Nam. Ở đó chỉ rõ ai đang là kẻ thù của nhân dân Việt Nam, ai là những người đang bán nước cầu vinh, đất đục khoét người dân đến tận xương tủy để cung phụng cho cá nhân, cho đảng phái của mình, để có một cuộc sống phe phỡn và phá phách không giới hạn. Ở đó cũng là nơi cất lên tiếng nói của những người dân cùng khổ, không có lối thoát trong cuộc sống với mọi trường hợp, với mọi môi trường bị ngộ độc,
bị đầu độc từ chính trị, kinh tế, văn hóa cũng như các môi trường tự nhiên và xã hội. Qua đó, người dân dần dần nhận thức được những điều gì đã xảy ra và đang xảy ra đối với họ, điều gì đã bị ngộ độc và nhầm lẫn trong nhận thức mấy chục năm qua. Và những người yêu nước dám cất lên tiếng nói của mình ngày càng nhiều hơn, càng đa dạng hơn và rộng khắp hơn trên đất nước Việt Nam. Trước tình hình đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp, trấn áp bất chấp chính cái gọi là hiến pháp và pháp luật mà họ đã đưa ra, cũng như những cam kết mà họ đã long trọng ký kết với cộng đồng quốc tế. Cho đến nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bắt những lãnh đạo của hội vào tù, vào tạm giam với những điều khoản hết sức mơ hồ và suy diễn, nhằm kết tội những người yêu nước thương nòi và nói lên tiếng nói của người dân. Đó là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Chí Dũng, Phó Chủ tịch Hội Lý Tường Thị, các hội viên Lê Hữu Minh Tuấn, Trương Duy Nhân đã bị bắt vào tù. Đó là cũng như trường hợp, những trường hợp bị bắt vào tù đã đối diện với mức án từ 2 năm. Và một thành viên của hội là Lê Anh Hùng đã bị đưa vào điều trị tâm thần cưỡng bức. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì nhiều hội viên của hội đã bị truy bức, gây đủ mọi thứ khó khăn trong cuộc sống, dọa dẫm không để cho họ có một cuộc sống trong bối cảnh cái đất nước đứng trước sự xâm lăng, đời sống nhân dân hết sức khó khăn do những biến động xã hội trong đại dịch do Covid-19 gây ra, cần một sự đồng sức đồng lòng của mọi người dân, mọi tổ chức, mọi tầng lớp xã hội để vượt qua cái giai đoạn này. Cái việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giữ và đàn áp những người tổ chức có tiếng, các người và tổ chức có tiếng nói bất đồng chính kiến và nhưng mà ôn hòa, là hành vi đi ngược lại những việc cần làm nhằm cho xã hội ổn định, tiến bộ và phát triển. Trong bối cảnh cả thế giới chứng kiến những sự tụt hậu, lên án chế độ độc tài kìm hãm sự tiến bộ của các dân tộc, việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiến hành với Hội Nhà báo Độc lập cần tạo thêm sự xa lánh của thế giới và văn minh đối với Việt Nam. Thưa quý vị, việc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được trao tặng cái giải thưởng ngày hôm nay không chỉ là vinh dự của chúng tôi, của Hội Nhà báo Độc lập, mà còn là vinh dự cho những người dân đã can đảm đứng lên, cất lên tiếng nói trung thực, độc lập của mình. Đó cũng là nguồn động viên lớn lao về tinh thần đối với những người Việt Nam vốn trung dũng kiên cường, không chịu khuất phục trước cái ác, trước bảo tàng, và còn có tiếng nói của lương tâm thúc giục. Trước sự tin tưởng của quý vị, chúng tôi chẳng biết nói gì hơn để bày tỏ lòng chân thành và sự biết ơn của chúng tôi. Chúng tôi tuyên bố rằng Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên tôn chỉ mục tiêu khi thành lập Hội Nhà báo Độc lập, nhấn mạnh đối thoại, phản biện ôn hòa. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là những tổ quốc gia đã tham gia những công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, các quốc gia liên quan cần có những hành động thiết thực hơn đối với nhà cầm quyền Việt Nam trong việc yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng quyền con người, quyền công dân, tôn trọng các thực hiện cam kết mà họ đã long trọng ký kết ở trong các văn kiện quốc tế. Chúng tôi kêu gọi mọi người dân Việt Nam ý thức một cách rõ ràng về quyền công dân của mình. Trước hết là quyền được mở miệng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, đặt những cái quyền tự do lập hội, tự do hội họp hiện đã bị xâm phạm hết sức nghiêm trọng và cần nhiều cái sự đấu tranh ôn hòa để nhằm giành lại quyền của chính mình, tức là cái quyền được làm người. Qua đó để ủng hộ nhà báo độc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ngày càng phát triển. Chúng tôi mong được sự quan tâm hợp tác của tất cả mọi người, của các tổ chức cá nhân có tinh thần yêu quê hương đất nước, cùng đoàn kết tạo nên sức mạnh để đối diện và vượt qua những khó khăn hiện tại, đưa sự nghiệp dân chủ hóa đất nước ngày càng tiến lên phía trước bất chấp mọi trở ngại. Chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức yêu chuộng hòa bình trong và ngoài nước cùng chung sức vì một mục đích, một đất nước Việt Nam thoát ách độc tài, tiến kịp xu hướng của thế giới và thời đại, xứng đáng với truyền thống con lạc cháu hồng. Xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức chọn chúng tổ hội chúng tôi để trao giải. Xin cảm ơn các vị đã động viên cũng như là có mặt hôm nay, và đặc biệt xin cảm ơn tất cả những người quan tâm đến vấn đề nhân quyền, nhân quyền Việt Nam, đồng hồ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam trong thời gian qua. Và cũng qua đây chúng tôi cảm ơn đặc biệt đối với những thành viên của hội đang ở trong tổ, những người đã xung phong bất chấp đi đầu và đối diện với tù đầy, với những thiệt thòi của chính mình, và cũng xin quý vị quan tâm đến họ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhà báo GB Nguyễn Hữu Vinh. Dạ, thưa quý đồng hương, tiếp theo là phần phát biểu cảm tưởng của hai vị khách quý của chúng tôi, một người tiêu biểu cho tổ chức xã hội dân sự và một người tiêu biểu cho giới truyền thông. Trước hết, tôi xin mời giáo sư Nguyễn Thanh Giàu. Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu hiện là Chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam,
tại Hoa Kỳ. Kính mời giáo sư. Trước hết chúng tôi xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Bắc Tùng cùng Linh Mục Đào Hữu Nam và tất cả những vị đang tham dự cái buổi lễ rất là đầy đủ ý nghĩa thế này. Từ bây giờ tôi nghe từng lời của tất cả quý vị vừa phát biểu, chúng tôi không thấy mình không biết nói thế nào để nói lên hết sự cảm xúc của mình ở đây. Kính thưa quý vị, thì tôi không dám nói là đại diện cho tất cả các tôn giáo hay là toàn thể đồng bào ở hải ngoại hoặc ở trong nước để nói lên cái lòng mà ngưỡng mộ của chúng tôi đối với cái công cuộc của tất cả những vị đang tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng giống như là tiến sĩ Tùng nói, vì cái sự giới hạn cho nên ngày hôm nay chúng ta có ba cái giải cho giải nhân quyền Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là tiêu biểu, ba vị này là đại diện cho tất cả những chiến sĩ tiên phong của chúng ta, những cái người đang đi đầu trong cái công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Và trên cái cương vị của một cái người sinh hoạt trong địa hạt tôn giáo đó, thì thật sự mà nói đó, tôi rất là khâm phục Linh Mục Đặng Hữu Nam. Linh Mục Đặng Hữu Nam đã thi hành một cái sứ mạng của tôn giáo, và chúng tôi càng kính phục hơn nữa những cái vị, xin lỗi cho Nam là tôi cần kính phục hơn nữa những anh em mà còn trẻ mà họ đã dấn thân làm những cái công cuộc và có đầy ý nghĩa này. Là tại vì chúng ta là những người làm cho tôn giáo, thì sứ mạng của tôn giáo là làm sao cho những chúng sanh hay là chính hữu hay là tất cả những cái con người phải được mà tự do hạnh phúc. Đó là cái sứ mạng của tôn giáo. Thành ra là chúng ta là những nhà tôn giáo, thì khi mà từ bi bác ái đó là cái châm ngôn của các tôn giáo. Thành ra là đứng trước cái hoàn cảnh đau khổ của dân tộc như vậy đó, thì các cha đã hy sinh là những cái chiến sĩ tiên phong, không có ngại những cái mà lời người ta nói là những cái người nhà lãnh đạo tôn giáo thì không làm chính trị. Họ đã hiểu sai cái chữ chính trị. Chính trị mà dân chúng đang đau khổ thì mà chúng ta là tôn giáo, thì chúng ta là sứ mạng của tôn giáo là cứu khổ, mà chúng ta không làm thì cái đó là chúng ta rất là thiếu cái trách nhiệm của mình. Riêng những anh em còn trẻ, thật ra tôi xúc động là tại vì đó chúng tôi cũng đã từng ở tù giống như những anh em này. Vô trong tù cộng sản nó khổ lắm, chúng ta nghe chúng ta không có cảm nhận được, không có biết rõ những cái mà đau khổ khi ở trong tù đâu. Có nhiều mánh khóe, có nhiều cái hình thức mà họ đày đọa mình từ phương diện mà vật chất lẫn tinh thần, mình không thể nào đo lường được. Thành ra cái điều đó tôi rất là cảm thông đối với những anh chị em mà hiện đang ở tù. Chính vì vậy mà chúng tôi là từ ở hải ngoại, nhưng mà ở ngoài hải ngoại này thì từ các tôn giáo, tiến sĩ Tùng cũng như là anh Đỗ Như Điện, giống như giáo sư Kết mới ra đây, thì nhưng mà vẫn biết là chúng ta ở ngoài ngoại này, các tôn giáo cũng như các đoàn thể luôn luôn quan tâm tới cái sự tự do dân mà độc lập mà của đất nước, của bệnh viện nhân viện trong nước. Nhưng mà chúng ta làm cái gì bây giờ? Chúng ta chỉ làm hết sức mình để nêu lên một cái tiếng nói, báo động cái tiếng nói và kêu gọi cái sự giúp đỡ của quốc tế, để giúp đỡ cho toàn dân, cho dân tộc của chúng ta sớm được tự do, dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà phải nói rằng đây là những anh chị em này là những chiến sĩ tiền phong đứng đầu tuyến đầu để mà chịu đựng, để mà hy sinh. Tôi rất là xúc động khi mà nghe hồi nãy mà khi nói những cái lời phát biểu của nhà giáo Nguyễn Vân, nhà giáo tỉnh á, vô tình hay là một cái sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên, tôi bỗng nhớ tới những cái lời nói của cũng những ông hồi xưa, những tiền bối của chúng ta, họ Nguyễn Thái Học nói là tự do chúng ta không thể thay đổi bằng máu chẳng hạn, hay là cái những cái câu nói của Nguyễn Trung Trực, những cái câu Nguyễn Trung Trực nó những câu hậu Nguyễn này tiêu biểu cái sự mà kiên cường mà bất khuất của những cái nhà những cái giải pháp này, đã làm cho tôi rất là xúc động thôi quý vị. Do đó trong ngày hôm nay thì chúng tôi tin rằng nếu sau này trong tương lai, mà tôi tin chắc chắn rằng nó sẽ gần tới chứ không có lâu, là lịch sử Việt Nam nếu mà trong ngày một ngày tự do dân chủ, thì những cái sự đóng góp này, những cái anh hùng, những cái gì mà chiến sĩ tiên phong này, những cái nhà cách mạng này
sẽ lịch sử chúng ta sẽ không quên ghi vào trong sử sách để cho con cháu chúng ta thấy rõ ràng là không phải lịch sử Việt Nam chúng ta chấm dứt, mà chỉ có những cái người chẳng hạn như là bà Trưng, bà Triệu hay là Quang Trung, Nguyễn Huệ hay là các nhà ái quốc trước đây, mà thế hệ sau năm 1975 vẫn có những cái nhà cách mạng, những cái chiến sĩ anh hùng vẫn kiên cường, không thua gì cái bậc tiền nhân của chúng ta. Và cái sự mà trình bày của tất cả quý vị thì nó quá đầy đủ, chúng tôi không có dám làm nhiều thời giờ vì nó cũng nhiều thời giờ rồi. Chúng tôi xin một lần nữa xin thay mặt cho xin phép được thay mặt cho tất cả đồng hương ở hải ngoại cũng như những cái tiếng nói những đồng bào và đang sống trong cái gông cùng kèm kẹp của cộng sản tại quê nhà đó, xin gửi lời kính trọng và ngưỡng mộ và kính nhờ quý vị hai mời vị chị Tình cũng như là chị Huệ cũng như là anh Nguyễn Âu Vinh, xin nhờ quý vị chuyển lời cái lời cảm ơn và cái lòng kính trọng ngưỡng mộ vô cùng tất giữa cả cái lòng thành của tất cả đồng hương ở hải ngoại cũng như là đồng bào trong nước, và mong rằng các anh chị đó sẽ được mà chân cứng đá mềm, và chúng tôi cũng sẽ phổ biến trong cái phương diện tôn giáo để cầu nguyện cho chẳng những cho những cái vị ngày hôm nay có mặt ở đây giờ cũng như là những chiến sĩ, mà tất cả những người nào đang tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng cái giải thưởng giá trị này nó không phải ở cái chỗ vật chất, nó quá nhỏ đối với phương diện và về phương diện ý nghĩa, mà nó còn là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai vẫn còn thờ ơ trước cái thảm cảnh của đất nước của chúng ta còn bị sự cai trị của độc tài cộng sản như vậy đó. Thức tỉnh họ, những người trẻ hơn mình, họ những người mà họ không có một cái gì mà gọi là nợ báo hết, nhưng mà họ vẫn kiên cường đứng lên tuyến đầu để tranh đấu cho tự do dân chủ. Thì những người từng ở tù cộng sản, những người từng xưng mình là trí thức, những người từng xưng là những chức vụ thế này thế kia thế nọ, thì hãy bừng tỉnh nhìn những cái tấm gương này, mà chúng ta phải làm một cái gì đó, phải đóng góp một cái gì đó để cho chúng ta không hổ thẹn với mà con cháu của mình hiện tại cũng như cho những cái đời sau, khi mà nhắc tới cái công cuộc tranh đấu mà chúng ta vẫn đứng bên lề, trong khi những thế hệ trẻ hơn mình mà họ đang dấn thân và mạnh dạn. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi cũng xin ghi nhận cái sự đóng góp rất là tích cực, rất là quan trọng của cái mạng lưới nhân quyền tại hải ngoại này, mà tiến sĩ Lê Bá Tùng hay là anh Đỗ Như Tiện hay trước đây những cái bậc tiền bối đã đi trước, và tôi cũng đã tham dự nhiều lần các cái giải này, và mong rằng ơn trên cũng phù hộ cho tất cả quý vị được dồi dào sức khỏe để tiếp tục làm với cái công tác, làm một cái gạch nối cho trong cái công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ cho đất nước của chúng ta. Một lần nữa xin ơn trên, chúng tôi xin cầu nguyện cho tất cả quý vị được luôn luôn bình an trong cái cơn đại dịch này, và xin cho tôi kính gửi lời thăm hết sức khỏe tất cả những anh chị vẫn còn đang ở trong tù, và vì là một cựu tù nhân, chúng tôi cũng rất là hiểu cái sự mà đài đọa dự từ vật chất cho tới tinh thần và phải vượt qua tất cả những cái mọi cái khó khăn đó. Một lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Vâng. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Thanh Nhào. Và tiếp theo đây là phần phát biểu của kỹ sư Đỗ Như Điền. Kỹ sư Đỗ Như Điền là giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi phát về Việt Nam hàng ngày. Kính mời kỹ sư Đỗ Như Điền. Vâng, tôi là Đỗ Như Điền, là giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Trước nhất xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam, giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, linh mục Đặng Hữu Nam và tất cả những quý vị đang theo dõi, đang tham dự vào cái buổi lễ vinh danh và trao giải nhân quyền của mạng lưới nhân quyền năm 2020, và đặc biệt kính chào tất cả quý đồng hương đang theo dõi buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Trước nhất, với tư cách là giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, chúng tôi xin được bày tỏ cái việc chọn lựa của mạng lưới nhân quyền để trao giải cho thầy giáo Nguyễn Đăng Tính, anh Nguyễn Văn Hóa và Hội Nhà báo Độc Lập, tôi cho là một cái sự chọn lựa hết sức là xứng đáng và đúng với cái đường lối mà mạng lưới nhân quyền và cá nhân chúng tôi cũng đã tham dự ngay từ ban đầu. Thưa tất cả quý vị và quý đồng hương, Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã ra đời cách đây gần 10 năm cũng vì cái quyền tranh đấu cho tự do ngôn luận của đồng bào Việt Nam, mà Cộng sản Việt Nam luôn luôn bưng bít thông tin, tuyên truyền láo và
cho người dân Việt Nam chỉ nghe những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn nói và bịt miệng tất cả những cái tiếng nói lương tâm của người dân. Do đó, Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi ra đời và đồng hành với mạng lưới nhân quyền cũng như tất cả những người đấu tranh ở trong nước trong suốt quá trình gần 10 năm qua. Và hàng đêm chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh về Việt Nam để phá vỡ thông tin và đem cho người dân trong nước những cái tin tức chính xác sinh hoạt của đồng bào ở trong nước cũng như hải ngoại, mà ngay những cái sinh hoạt ở trong nước của những người đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo và tất cả những cái sinh hoạt để nhằm giải thể chế độ cộng sản, nhằm xây dựng một cái nước Việt Nam dân chủ đã bị bưng bít, thì Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã dùng cái phương tiện truyền thông ấy để truyền tải và làm thế nào để thay đổi được cái tư duy và khích lệ cho tất cả những cuộc đấu tranh ấy tiếp tục tiến lên và đẩy lui dần cái chế độ cộng sản để Việt Nam có tự do. Đó là cái mục tiêu mà Đài Đáp Lời Sông Núi ra đời. Ngày hôm nay tôi rất hân hạnh được tham dự hôm nay buổi trao giải nhân quyền. Chúng tôi xin được chia sẻ tất cả những cái sự khó khăn của những người mà hơn 200 người đang trong ngồi tù bây giờ vì tự do tôn giáo, vì tự do nhân quyền, vì tự do ngôn luận. Tất cả những người đó đang hy sinh, và hy sinh không phải chỉ cho cái công cuộc đấu tranh một ngày, hai ngày, mà cho cả một đường dài để đi đến cái giai đoạn sau cùng là đẩy lui được chế độ độc tài cộng sản và xây dựng được một nước tự do dân chủ. Đài Đáp Lời Sông Núi sẵn sàng và tiếp tục cộng tác cũng như đồng hành với tất cả những cá nhân, những tổ chức để chúng ta cùng nhau đạt được cái mục tiêu sau cùng. Và với tư cách ấy, Đài Đáp Lời Sông Núi mong được sự hợp tác và chúng tôi tiếp tục cùng với quý vị đồng hành, và đặc biệt là với mạng lưới nhân quyền. Trong cái bản tin nhân quyền cũng như các sinh hoạt của mạng lưới nhân quyền, chúng tôi đều phản ảnh ở trên radio Đáp Lời Sông Núi. Mong quý vị đón nghe và chúng ta cùng bắt tay nhau để đẩy mạnh công tác chung này. Trân trọng kính chào. Xin cảm ơn kỹ sư Đỗ Như Điền. Thưa quý đồng hương, vì hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh gây ra, tôi không thể tổ chức một buổi công bố giải nhân quyền như lễ trao giải nhân quyền tổng thể như hàng năm. Tuy nhiên, chúng ta có được buổi sinh hoạt đơn giản hôm nay qua hệ thống internet cũng là nhờ sự đóng góp của nhiều người, đặc biệt của những người có mặt hôm nay: Linh Mục Đặng Hữu Nam, giáo sư Nguyễn Anh Giáo, luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, kỹ sư Đỗ Như Điền, giáo sư Nguyễn Chính Kết, hai chị Nguyễn Thị Tính và Nguyễn Thị Thu Huế. Sự có mặt của quý vị chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn quý đồng hương đang theo dõi trực tuyến buổi sinh hoạt hôm nay. Chúng tôi mong rằng quý vị tiếp tục hỗ trợ những sinh hoạt của mạng lưới nhân quyền để chúng tôi có thể góp một bàn tay đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cho nhân quyền của những nhà đấu tranh nhân quyền ở trong nước. Một lần nữa, xin quý vị tiếp tục hỗ trợ bằng tinh thần cũng như bằng vật chất thực tế để chúng tôi có thể tiếp tục công tác mà chúng tôi đã theo đuổi trên 20 năm qua. Và đặc biệt đối với giải nhân quyền, đây là lần trao giải lần thứ 19. Dạ, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, cảm ơn tất cả những vị khách mời, những thành viên, thân nhân của gia đình, các khôi nguyên của Giải Nhân Quyền Việt Nam 2020. Trước khi rời diễn đàn, tôi xin mời quý vị xem lại hai cái clip ngắn. Một cái clip là thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh vì một bài hát đấu tranh mà bị kêu án 11 năm tù. Kính mời quý vị. Người tranh, quyền tự hào tự do.
tôn nói rằng là bảo vệ đất nước Việt Nam, là bảo vệ dân làng Việt Nam. Trả lại đây quyền phục quyết của người dân, dân biết điều gì dân cần để tự do. Sau đây là một clip nhỏ kỷ niệm 2 năm của Hội Nhà báo Độc lập. Ngày 4 tháng 7 năm 2016, nhân dịp đúng 2 năm ngày thành lập, các hội viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tổ chức kỷ niệm, ôn lại những sự kiện khó khăn đã trải qua trong vòng 2 năm qua và những điều hội đã đạt được cho đến ngày nay. Cuộc họp mặt lần này có sự hiện diện của đông đảo các hội viên và khách mời như bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, nhà văn Lê Phú Khải. Lần này, hội còn kết nạp một thành viên đặc biệt là luật sư Lê Công Định. Mở đầu buổi họp, Chủ tịch Phạm Chí Dũng nhắc lại hoàn cảnh ra đời của hội. Chúng ta thành lập Hội Nhà báo Độc lập và chung với cái ngày của anh em Stella là ngày 4 tháng 7, ngày Quốc Khánh. Cách đây hơn gần 250 năm thì ra đời bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Và chúng ta dùng cái từ độc lập chính trị ý nghĩa đó. Tôi không muốn nói ở đây là cái việc chúng ta theo Mỹ, được các ai nghĩ chuyện theo Mỹ, không phải. Cái ý nghĩa của từ độc lập là vô cùng thiêng liêng và quan trọng. Và chúng tôi hướng theo cái đó, và không phải Mỹ hay bất kỳ một nước nào khác, mà chỉ nói cái ý nghĩa thiêng liêng đó là cái tiêu chí xứng đáng để chúng ta nói theo. Đặc biệt, trưởng phòng chính trị của Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, ông Charles Sellers đã tới dự và chúc mừng Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Ngày 4 tháng 7 năm nay cũng là ngày Quốc khánh nước Mỹ lần thứ 240. Ông đã có một bài phát biểu ngắn để chia sẻ niềm vui của mình. Of course, Vietnam and the United States are different countries with different legal systems and different cultural values. Tất nhiên, Việt Nam và Hoa Kỳ là hai quốc gia khác nhau, với hệ thống luật pháp khác nhau và với những giá trị văn hóa khác nhau. The United States respects those differences, as President Barack Obama affirmed during his recent trip to Vietnam. Nước Mỹ tôn trọng những sự khác biệt đó, giống như Tổng thống Obama đã khẳng định trong chuyến thăm gần đây với Việt Nam. Vietnam has its own constitution, which was strengthened greatly in 2013. Việt Nam có một hiến pháp riêng và đã được khẳng định trong hiến pháp 2013. The United States has appreciated the opportunity to work with Vietnam's government as it develops laws to implement those changes. Chúng tôi tôn trọng những cơ hội được làm việc với chính phủ Việt Nam và phát triển luật trong những thời gian gần đây, những thay đổi gần đây. And we hope the government will place a high priority on a free and independent press as these efforts to implement the Constitution continue. Và chúng tôi mong muốn chính phủ các bạn cũng sẽ đưa cái tự do báo chí và
ngôn luận lên một tầm cao mới giống như những nỗ lực vừa rồi. In the United States, freedom of the press is a value that we cherish. Ở nước Mỹ, đó là những giá trị mà chúng tôi hằng tôn trọng. So thank you very much for letting me say a few words today. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã để cho tôi nói những lời này. I wish the Independent Journalists Association of Vietnam a very happy second birthday on the same day as the 240th birthday of the United States of America. Thank you very much. Tôi mong muốn rằng ngày kỷ niệm thành lập của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sẽ là một sinh nhật lần thứ hai vui vẻ, cũng giống như sinh nhật ngày lập quốc lần thứ 240 của nước Mỹ chúng tôi. Ngoài ra, các thành viên của hội đều phát biểu góp ý sôi nổi nhằm tìm ra giải pháp phát triển hội mạnh mẽ hơn trong năm nay và tương lai. Hai năm đã qua đi, lòng nhiệt huyết nơi những nhà báo độc lập vẫn không hề thay đổi. Tất cả đều thể hiện quyết tâm đồng hành cùng dân tộc trong thời điểm khó khăn và có tính quyết định này. Phóng sự của SBTN tường trình từ Sài Gòn, Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi lễ công bố và trao giải Nhân quyền Việt Nam 2020 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Xin tạm biệt và xin hẹn vào những sinh hoạt lần tới. Đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói dông, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho Thái Bình non nước Việt Nam. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói dông, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trở lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Chọn
nói.